Nhân dịp tháng công nhân năm 2023, ngày 20 tháng 5, khối thi đua nội chính thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức giải thể thao. Tham gia chương trình có 9 đơn vị. Các vận động viên thi đấu 2 môn cầu lông và cờ tướng. Giải được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho đoàn viên công đoàn các cơ quan đơn vị. Đây cũng là dịp để các đoàn viên công đoàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao, giúp mỗi công nhân viên chức lao động phát huy tài năng trong hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe phục vụ công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị